vua đấu xảo, vua nông sản khổng lồ. Đó là những nhận xét của mọi người khi có ai nhắc đến ông nông dân Nguyễn Hoàng Oanh. Chúng tôi đã tìm về Sóc Trăng, nơi ông đang sinh sống, theo con đường cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ, đi thẳng hướng về miền Tây để đến Sóc Trăng. Đây được xem là con đường giao thương chính nối liền với các tỉnh Nam Bộ vào trung tâm thương mại lớn nhất nước là thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi về miền Tây Nam Bộ, ai cũng nhìn thấy rõ đặc điểm nổi bật của vùng đất này là có hệ thống sông ngòi dày đặc. Trước đây, người dân đi lại giao thương chủ yếu bằng phương tiện phà. Những chuyến phà luôn tấp nập, cập bến nhộn nhịp vô cùng. Giờ đây, bến phà Mỹ Thuận đã trở thành một khu đất trống, chỉ để làm kho bãi chứa gỗ, sửa chữa ghe thuyền hay làm bến bãi tạm bợ cho khách nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Nhìn thấy hình ảnh yên tĩnh này, chắc khó ai nghĩ đến. Trước bến phà này náo nhiệt ồn ào suốt ngày đêm. Ghé lại ven đường, hỏi thăm người dân về thông tin đến Cồn Cỏ ở Sóc Trăng. Dường như mọi người vẫn chưa rõ lắm về cái tên Cồn Cỏ, nơi ở của ông Ba Oanh. Cô gái này cho chúng tôi biết thêm rằng trái cây ở đất Cồn rất ngon. Dựa vào lời nhận xét này, chúng tôi tiếp tục lên đường, theo chỉ dẫn của những người dân địa phương. Xe chúng tôi chạy về hướng xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, men theo con đường kênh đào ven đường, với những hàng chuối đang nặng oằn trái. Dựa theo quang cảnh này, chúng tôi mừng thầm vì những hộ dân làm vườn chỉ ở quanh khu này, như vậy thì nhà ông Ba Oanh chắc cũng không xa. Hàng cây chuối xanh bên đường vươn dài tàu lá, như vẫy tay gọi mời, động viên thôi thúc chúng tôi mạnh dạn hơn đi sâu vào tận hẻm hóc để tìm ra con đường đến Cồn Cỏ. Và rồi trước mặt chúng tôi là bảng chỉ dẫn đến bến phà, tia hy vọng đã lóe lên làm chúng tôi lấy lại sự hào hứng, đến hỏi thăm bà con ở đây về thông tin của ông nông dân trồng nông sản khổng lồ. Có phải phà đi qua không? Cồn Cỏ. Cồn Cỏ. Cồn Cỏ phải. À, qua bên nhà ông Ba Oanh phải không? Ba Oanh á, không có nhiều trái cây chuối he, rồi khoai ngọt he, rồi ôi ổng dữ lắm, ông là vua đấu xảo hả? Chiếc phà nhỏ này hàng ngày đưa đón người dân ở bên Cồn qua lại. Ở Cồn Cỏ không có chợ, nên người dân thường mua bán nhỏ tại bến phà này, thậm chí ngay trên khoang phà. Hoặc nếu có ai đi được ra chợ thị xã thì sẵn sàng chia sẻ một chút ít cho người dân ở Cồn. Cách giao tiếp xưng hô, anh ba, chị hai của những người dân nơi đây khiến chúng tôi có cảm giác mọi người thân thiết với nhau như bà con họ hàng trong một nhà, cùng sống chung trên mảnh đất. Cách đất liền một con sông rộng lớn. Có lẽ đặc tính này được thừa kế từ nguồn gốc xa xưa của người Việt Nam. Từ thời khai khẩn đất hoang, lưu dân tứ xứ về đây nương tựa nhau mà sống, phải đoàn kết để tồn tại trên vùng đất hoang sơ nhiều hiểm nguy. Và đây, ông Ba Oanh, vua đấu xảo, vua nông sản khổng lồ. Ông được khen tặng là nông dân sáng tạo nhiều năm liền. Ông Ba Oanh tên thật là Nguyễn Hoàng Oanh, sinh sống bằng nghề làm vườn. Và sau mỗi thu hoạch, ông kiếm được một số tiền khấm khá, nuôi 5 con ăn học thành tài. Ông Hóm Hình cho biết, trong 5 người con của ông, có một anh đã chọn nghề kỹ sư nông nghiệp. Và sau này, anh cũng là một trong những đối thủ nặng ký của ông ba trong các cuộc đấu xảo nông sản được tổ chức hàng năm tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ông Ba Oanh đã chia sẻ tận tình về những thành quả và nguyên nhân dẫn dắt ông vào cuộc chơi đầy lý thú này. Theo lời ông kể, trong một lần tình cờ, mẹ ông vì chê phần ngọn củ khoai ăn bị đắng nên đã cắt bỏ và ném vào một gốc cây dừa mục. Không ngờ chỉ sau vài tháng, phần ngọn ấy đã trở thành một cây dây leo xanh tốt và ông đã đào lên. Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy một củ khoai to khác thường, hơn 3 kg. Tôi thì cái tánh nông dân mà tìm tòi sao mình trồng trong đất mà nó có 3 kg là lớn nhất rồi, mừng dữ lắm đó, 3 kg là mừng dữ lắm. Thế thường thường nó 1 kg rưỡi 1 kg à. Cỡ đó cũng bán dừa mà sao củ khoai này bỏ vô dừa mà tới 5 6 kg 7 8 kg là mình thấy mình phải nghiên cứu, mình có bộ óc mình phải nghiên cứu tại sao cái lý do nào mà để đây mình không có đất mà lại nó củ lớn. Mình tìm tòi là củ khoai nó thích về cái rễ dừa một. Mình móc cái gốc dừa ở phía ngoài vườn của người ta, mình xin gốc dừa một dừa, mình đào cái hố này mình làm gốc dừa giả, cái mình bầm gốc dừa dừa đất vô, cái mình bầm vô mình làm gốc dừa.
Cái củ đầu tiên là được 35 kg, nó giống như cái chân tượng tôi đào bị xuống 7 tấc, nó xuống dưới gặp đất cứng nó co lại kêu bằng khoai chân tượng. Ở trên trển nó đặt cho mình củ khoai mở chân tượng vì nó giống như chân tượng vậy đó. Rồi cái tôi kinh nghiệm, tôi móc cái lỗ đất là hết trơn ra, tôi kiếm hai cái góc dừa một đem vô, tôi đào xuống thêm 2 tấc nữa. Hồi trước có 7 tấc là củ khoai nó 7 tấc, cái đào 9 tấc, cái củ khoai sau nó 9 tấc là 10 tháng tôi dở lên, là tôi đem lên Cần Thơ đó thì nó 6-12 kg luôn. Cái bí quyết của nó là củ lớn, nó là tôi thấy là bò cao gì nào nó hay gì nấy, nó củ lớn nấy. Nhưng mà làm ở dưới cái gốc, ở chỗ xung quanh nó là cho nó thoáng, đừng cho nó có, nó có độ ẩm nhiều quá, nên mưa đừng có độ ẩm nhiều quá. Nhưng mà tới mùa gần nắng rồi đó thì mình mới làm tạo nên cái độ ẩm, làm cho nó mát lại, tức là mình đậy lá cây mục hoặc là cái lục bình phơi cho héo, đậy lên nó tốt nhất là giữ độ ẩm, tức là giữ độ ẩm làm cho đất nó đừng khô, đừng khô. Lúc đó là còn 2 tháng cuối cùng nặng mình đào đó, là lúc đó nó nở, nó tét đất rồi. Mà nếu mà đất nó cứng quá nó bó củ khoai lại thì củ không có lớn được. Chẳng hạn như củ khoai người ta trồng, người ta đem lên, người ta cũng thi vậy, nông dân sáng tạo, người ta có 10 mấy củ rồi, còn cô chú thì phải làm ít nhất thì rẻ lắm là cũng 30 kg xong rồi, kêu bỏ thường là cũng 30 kg. Vườn cây ăn trái của ông Ba Oanh cũng giống như những vườn cây khác của bà con trong vùng, cũng cho ra những trái cây ngon, ngọt, đậm đà. Song song với việc trồng cây trái cho lợi ích về kinh tế, thì ông Ba Oanh vẫn dành những gốc nhỏ đặc biệt trong vườn để trồng những loại cây trái khổng lồ. Theo ông Ba Oanh, việc chăm sóc và trồng cây khổng lồ là sự hưng phấn, là sự kết tinh của những kiến thức nuôi trồng và kinh nghiệm bao năm mà ông đã tìm tòi sáng tạo. Và những nông sản khổng lồ này như là tinh túy mà ông đã chắt lọc trong bao nhiêu tháng ngày chăm sóc. Theo lời ông kể, trong các loại trái cây đi thi thì chuối là loại khó nhất. Nếu như khoai thì còn biết thời gian của nó là 10 tháng. Còn đối với chuối thì cách trồng làm sao mà cây chuối con trồng tới cái ngày hội chợ nó không chín mà nó không non, đòi hỏi người nông dân phải biết cách chăm sóc. Chuối này trồng đi thi là nó khó nhất thầy, trong các loại mà đi thi. Như khoai thì mình biết cái nó 10 tháng nó già, còn cái buồn chuối thì sao mà cháu trồng làm sao cái cây chuối con mà trồng tới cái ngày hội chợ nó không chín mà nó không non. Cái đó là nó đòi hỏi. Mà chú trồng 6 cây chuối. Mà 3 lần trồng, chia ra 3 lần, 3 giai đoạn. Mà nhất định trong đó phải có một lần ngay chân hội chợ không non mà không chín, nó vừa già. Vườn cây chuối nhà ông Ba Oanh đang được chăm bón chu đáo chờ ngày ra mắt lễ hội nông sản ở Sóc Trăng. Ngày nào ông cũng ra thăm vườn chuối và chọn một buồng chuối thật đẹp để chăm sóc đặc biệt. Ông đã chọn được một buồng chuối già với nhiều tầng, nhiều nải, trái no tròn, căng tràn nhựa sống. Nhìn vẻ bề ngoài đã thấy sự hấp dẫn của buồng chuối này. Đối với ông Ba Oanh, nông sản khổng lồ mà ông trồng không chỉ dừng lại kích cỡ to lớn hay cao thấp thất thường, mà còn có chất lượng để đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng. Có những lúc thất bại, nhưng không hề lay chuyển khả năng phấn đấu của người nông dân này. Ông cứ lặn lội tìm kiếm nguyên nhân để từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân, và ý chí quyết tâm đến cùng đã đưa ông đến những thành công sau này. Chuối táo quả với chuối sim bắt đầu từ trồng rồi cho tới nó chỗ buồn là ông trồng 6 tháng nó chỗ buồn. Từ mà cái chuối nó mở cái miệng ra, nó không có cái bắp, mở cái miệng ra nó ra trái rồi đó, mình thấy trái rồi đó là nó 3 tháng 5 ngày là nó chín. 6 tháng cho buồn một cái mình biết là cái hội chợ là 6 tây tháng 12. Tháng này tháng 2 mình trồng thì tới tháng 9 nó chỗ buồn là tháng 12 chú già. Mình tính gì đó mình trồng cái tuần này một cặp. Qua tuần sau trồng cặp, tuần sau trồng cặp, mình chặn hai đầu thì nó không trúng cái đầu, không trúng cái đuôi thì nó trúng cái vút giữa. Chính nhờ vào những bí quyết này mà ông Ba Oanh đã giành được nhiều giải thưởng trong nước về nông dân sáng tạo. Sự lạc quan yêu đời trong cuộc sống và trong lao động đã tạo cho ông Ba Oanh có một phong thái ung dung. Đối với ông, còn gì hạnh phúc hơn khi được chờ đợi sự ra đời kỳ diệu của những loại trái cây kỳ lạ mà ông dồn bao tâm huyết để chăm sóc. Mỗi khi đặt được một dấu son trên con đường sáng tạo là ông lại nuôi dưỡng thêm nguồn cảm hứng mạnh mẽ để tiếp tục cho ra đời những loại nông sản đặc biệt. Và chúng chính là tinh túy của người nông dân. Mong rằng trong năm nay,
ông Ba Oanh tiếp tục giữ vững danh tiếng là ông vua đấu xảo miệt vườn.